Và thưa quý vị, tiếp đến chương trình văn nghệ hôm nay cũng sẽ là một giọng ca nam, một giọng ca rất quen thuộc, đặc biệt ở khu vực huyện Đức Hòa, tỉnh Long An của chúng ta. Xin mời quý vị thưởng thức một giọng ca rất ngọt ngào của nam nghệ sĩ Vương Minh. Xin mời anh. Kính thưa quý vị có mặt trong ngày hôm nay, trước thì cũng là chiến hữu của Huỳnh Vinh đến đây để chúc mừng cho đôi tình lang được trẻ mãi và bền bỉ tới 200 năm. Và sau đây quý vị thưởng thức bài cổ được mang tên Huế tình yêu của tôi. Tôi về đây mãi nước sông hương nhớ hoài cây đình, nhớ cô gái bên thôn dĩ và mắt nhung đen tựa cửa. Tôi rảo bước xuống bờ sóng trắng, nhìn những chiếc